Bác Hồ rồi lại bác Tôn, ấy 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 ấy, cả hai đều thích, ấy 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 ấy, ôm hôn nhi đồng, ấy 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 ấy, hôn hôn nước da hai mắt màu hồng, ấy ấy da da nước da các cháu, ấy ấy cháu cháu nhi đồng màu xanh, ấy 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 ấy, giữa hai cái mặt tranh bành, ấy 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 ấy, những khăn quàng đỏ, ấy 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 ấy, bay quanh cô co, bay bay ấy ấy, bay bay. Kính thưa quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sau đây buổi sinh hoạt của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cùng các bạn trẻ trên Internet ngày 11 tháng 6 năm 2004 trong room Tuổi Trẻ Việt Nam chống cộng thuộc hệ thống Thông Ôm ôm, ấy ấy, hôn hôn, nước da hai mắt màu hồng, ấy ấy, da da, nước da các cháu, ấy ấy, cháu cháu, đồng màu xanh xanh xanh, ấy 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 ấy, giữa hai cái mặt tranh bành, ấy 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 ấy, những chân quàng đỏ, ấy 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 ấy, bay quanh cô co, ấy 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 ấy, bay bay bay. Vâng, đã nghe rõ thì tôi bắt đầu nói chuyện với các bạn. Thì như chúng ta thấy đấy, phải không nào? Cái tình hình Việt Nam của chúng ta bây giờ đã bước sang thế kỷ thứ 21 được 4 năm rồi. Thế và cái hệ thống cộng sản sụp đổ toàn bộ trên thế giới cũng đã là 13 năm rồi. Nhưng là năm 91 thì Liên Xô tan đổ. Thế thì tại làm sao mà Việt Nam mình vẫn cứ còn bị xa lầy trong cái chế độ độc tài, độc đảng như hiện giờ? Thì đây nó là một câu hỏi mà rất nhiều người nêu ra và cũng muốn là có một cái phương hướng cho nó đúng để đấu tranh nhanh chóng. Làm thế nào cho cái ngày mà dân chủ của cái tự do đến với dân tộc Việt Nam nó càng sớm chừng nào càng hay chừng ấy. Vì đất nước mà dưới sự cai trị độc đảng của quyền cộng sản Việt Nam chậm thoát khỏi cái ách chuyên chế của họ ngày nào là phúc đức cho dân tộc ngày ấy, vì càng ngày dân tộc Việt Nam càng bị thụt lùi so với lại những cái nước chung quanh của chúng ta thôi. Mà thụt lùi không phải thụt ít, thụt lùi một cách thê thảm mà không thể tưởng tượng nổi. Thì các bạn chắc cũng biết đấy, về cái thu nhập quốc dân tính theo đầu người của Việt Nam bây giờ mới có độ 400 đô la, nhưng mà trong khi của Mã Lai hơn 3.000 đô la và của Thái Lan cũng 2.500 đô la, thì tất cả những cái nước chung quanh đó ấy, nó đều gấp 6, gấp 7, gấp 8 lần của Việt Nam. Thì để mà đuổi kịp ấy, thì có lẽ phải hàng nửa thế kỷ cũng chưa đuổi kịp. Nếu mà còn để cho Đảng Cộng sản nắm quyền kéo dài ngày nào thì chúng ta càng bị thụt lùi ngày đó. Thì đây là một cái điều ai cũng lấy làm tức nhối. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu là tại làm sao mà dân tộc chúng ta lại cứ xa vào cái cảnh im lìm như vậy. Tại làm sao mà cộng sản thế giới đã tan đổ như vậy, thành trì quê hương cách mạng là Liên Xô cũng đã thay đổi hẳn rồi, mà riêng Việt Nam chúng ta và một vài nước nữa vẫn cứ còn bị cái gông ách đã đè nặng lên trên đầu, lên cổ như vậy. Thì để giải thích cái này, chúng ta phải tìm rõ cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân tại làm sao mà dân tộc chúng ta đến ngày hôm nay vẫn hầu như là im lìm, bất động. Chỉ có một số nhỏ những người phản kháng có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Cái điều này làm cho những ai còn quan tâm đến đất nước thì rất làm suy nghĩ và đau buồn nữa. Thì tôi xin trình bày với các bạn thế này. Cái nguyên nhân chính ấy, mà nước chúng ta đến ngày hôm nay vẫn còn bị kìm hãm như vậy, không thoát khỏi được cái sự khống chế của Đảng Cộng sản, là vì giai tầng trí thức của đất nước chúng ta bạc nhược quá. Chúng ta không có một cái tầng lớp trí thức cho nó ra trí thức, một cái tầng lớp trí thức mà nó xứng đáng được gọi là trí thức. Nghĩa là
phải có lòng với dân tộc, quan tâm đến vận mạng của đất nước và có đủ dũng cảm để làm một người trí thức. Thì tại làm sao mà một cái nước hùng mạnh như Liên Xô, cái khối Warsaw của Xô Viết ấy, nó còn hùng mạnh gấp mấy lần khối NATO của Mỹ. Cái lực lượng quân sự của Liên Xô cũng vậy, gấp đôi lực lượng quân sự của Mỹ. Thế mà tại sao mà lại tan đổ một cách nhanh chóng như vậy? Chính là do cái sự đấu tranh của tầng lớp trí thức Nga, tầng lớp trí thức ở bên Liên Xô cũng như các nước Đông Âu. Thì tôi xin nêu lên những cái thí dụ. Ngay từ những cái năm đen tối nhất của cái thời mà Cộng sản ấy, từ thời Stalin cho đến thời Khrushchev rồi thời Brezhnev, vân vân, chưa nói đến cái lúc ông Gorbachev, ông ấy thi hành chính sách công khai và cải tổ. Thì trong những cái năm đen tối như vậy ấy, thì ở Liên Xô đã có những cơ sở xuất bản lậu của tư nhân mà đa phần là anh em sinh viên trẻ làm. Cái cơ sở xuất bản lậu ấy, tiếng Nga nó gọi là Samizdat. Thì tất cả những cái phản kháng, tất cả những cái sự thực đều được cái cơ quan xuất bản lậu Samizdat đấy nó phổ biến. Tôi thí dụ như là tác phẩm của nhà văn Lan Sun Jun Nixin chẳng hạn. Thì ông Sun Jun Nixin ông không gửi một quyển sách nào của ông ta, những quyển sách mà tố giác chế độ tàn ác của Xô Viết cũng như chế độ gulag lấp nhà tù của Xô Viết, ông không gửi ra nước ngoài một quyển sách nào cả. Thế mà ở nước ngoài có đầy đủ để mà ấn đoán. Là vì sao? Là vì những du khách từ Mỹ, từ Pháp, từ các nơi bên châu Âu đấy, khi mà vào đến Liên Xô thì có thể mua được những cái tác phẩm đó do Samizdat là những nhà xuất bản bí mật tung ra, mặc dù có những sự đàn áp rất là ghê gớm. Thế thì chúng ta phải thấy thì là nó có một cái truyền thống như vậy rồi trong cái giới sinh viên trẻ. Thế cho nên khi mà được dịp ông Gorbachev cải tổ, thi hành một chính sách cởi mở công khai đấy, thì toàn thể, xin nhớ là toàn thể giới trí thức già cũng như trẻ ở bên Liên Xô đều hưởng ứng và làm rất là mạnh mẽ. Tôi thí dụ như là khi mà một vị giáo sư của Xô Viết ấy, Đại học Xô Viết ấy, nói là chương trình văn học và chương trình sử học hoàn toàn là xuyên tạc, không đáng để đem dạy và đem giảng, thì lập tức toàn bộ giáo sư, tôi nói là toàn bộ đấy nhé, toàn bộ giáo sư từ trung học, đại học và các sinh viên cũng như các học sinh ngừng không học ngay nữa. Thế và khi người ta nói cái chủ nghĩa Mác Lê ấy, là một cái chủ nghĩa nó gây tai họa và không có ích lợi gì cho cái cuộc sống của người dân, thì lập tức sinh viên cũng như giáo sư không dạy cái môn Mác Lê nữa. Mà đây nữa, toàn thể đất nước mênh mông Xô Viết nó làm theo như vậy, cho nên là không phải đàn áp rồi. Thì và cũng như là khi mà cái phong trào cải tổ cũng có bao chốt nói là con người ta có quyền tự do hội họp, tự do lập công đoàn, thì không biết bao nhiêu câu lạc bộ trên toàn đất Liên Xô bùng nổ và các trí thức, các sinh viên hội họp một cách công khai, vì nó lan rộng ra toàn thể cái đất nước Xô Viết, cho nên là Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bây giờ những phe bảo thủ ấy, bất lực, không thể nào mà ngăn chặn nổi. Thì với cái đà như vậy, với cái đà mà tự do ngôn luận như vậy, tự thành lấy đấy như vậy, thì các văn nghệ sĩ lúc bây giờ thì thấy cái việc là đấu tranh chính trị là quan trọng, cho nên là nhiều văn nghệ sĩ, những nhà văn ở Hội Nhà văn Liên Xô đấy ngừng không viết tiểu thuyết nữa, không làm thơ nữa, và chuyên môn viết những bài chính luận để cho dân chúng nhận rõ tất cả những cái tai hại của chủ nghĩa cộng sản ở đất nước Xô Viết. Chính vì vậy cho nên là ngay trong cái lúc mà Liên Xô chưa đổ ấy, cái tự do nó là cái sức mạnh vô hình nhưng nó vô địch, nó làm cho thức tỉnh, thức bùng nổ, thức tỉnh tất cả. Cho nên là ngay từ những năm trước năm 91 ấy, là Liên Xô chưa đổ đấy, thì người ta đã quật đổ những cái tượng của Dzerzhinsky, là cái tên trùm về KGB ngày xưa đấy, thời Lenin đấy, và tượng Stalin và tượng Lenin đấy, đều bị kẹp vào cần cổ mà kéo đổ xuống cổ hầm trên các đường phố đổ. Thì đây nó là một cái thành tích vô cùng lớn lao. Cái kịp đến khi mà cái phe bảo thủ ấy, phe bảo thủ mà nổi dậy làm cái cuộc đảo chính ngày 19 tháng 8 năm 1991, thì đưa binh lính đến để bao vây Nhà Trắng của Yeltsin. Thì binh lính Nga lúc bây giờ thì cũng là con em nhân dân mà ra cả. Họ cũng đã được giác ngộ do những cái bài báo, do những cái cuộc hội họp,
Vì vậy cho nên là họ không những không bắn vào Tòa Trắng, không bắt Yeltsin, Boris Yeltsin là Tổng thống Nga lúc bây giờ, mà ngược lại họ án binh bất động, họ án binh bất động và họ kéo cờ của nước Nga là cờ của Yeltsin lên. Thế vì vậy cho nên những cái tay mà làm cuộc đảo chính đó ấy, thì có thể nói là hầu như là toàn bộ cái tay to đầu đấy đều nằm trong các thành phần bảo thủ cả. Từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ Bộ trưởng Bộ Công an, thế rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thế rồi là Phó Tổng thống, rồi Chủ tịch Quốc hội. Tất cả những cái người mà nắm được cái trọng trách như vậy đều là không được sự ủng hộ của quân lính. Quân lính không nghe lệnh họ, cho nên là sau khi quân lính không bắt được Yeltsin và quân lính không nghe lệnh thì sợ hãi chạy ra sân bay. Thì chạy ra sân bay thì bị ngay những cái lính phòng không, những cái lính ở sân bay đó bắt trói lại. Thế và chỉ trong vòng 2-3 hôm thôi là cuộc đảo chính tan. Thế và sau đó thì Gorbachev xuống tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản. Thế là cả một cái công trình xây dựng của Lenin hơn 70 năm trời sụp đổ trong chớp nhoáng. Cái công trình tưởng là bền vững muôn thuở mà, thì không ngờ nó chỉ là cái công trình như xây bằng cái giấy cắt tông, nó sụp đổ rất nhanh chóng như vậy. Thì cái này nó là cái sức mạnh là lòng người đã thức tỉnh. Chính vì lòng người đã thức tỉnh cho nên là ngay những đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô khi mà đổi mới đấy, nhiều người xé thẻ đảng, nhiều người trả lại thẻ đảng, vứt thẻ đảng đi và đứng về phía dân chủ. Thế cũng như là khi mà đoàn quân của bọn đảo chính ấy, của cái bọn bảo thủ đấy đến vây Nhà Trắng, thì rất nhiều thiếu nữ Nga, nhiều bà mẹ Nga mang hoa, mang kẹo, mang bánh ra và nói là các anh, các con đừng có bắn vào dân chủ đấy. Và những người lính kia nghe theo. Thế tại sao mà lại như vậy? Là vì ngay trong cái lúc mà chưa xảy ra đảo chính, năm 1990 mà bầu cử tổng thống đấy, thì người Cộng sản cũng ra ứng cử, Thủ tướng Cộng sản cũng ra ứng cử làm Tổng thống Nga. Thế và Yeltsin cũng ra ứng cử. Thế nhưng mà Yeltsin trúng cử với một cái số đa số tuyệt đối là đến 72% số phiếu. Mà quân đội, trong quân đội thì lên đến 78% số phiếu là bầu cho Yeltsin. Đấy. Khi mà người ta thức tỉnh thì người ta như vậy đấy. Ngay cả những người Cộng sản cũng thức tỉnh. Vì khi một cái trình độ dân trí nó được sự thật, được hiểu sự thật, được biết sự thật, thì tất cả như là một cái gì ánh sáng nó xua tan cái màn đêm đi. Chính vì vậy cho nên là đảo chính không thành công. Quân đội ủng hộ dân chủ chứ không ủng hộ độc tài. Thế cũng cái tình hình tương tự vào những năm như vậy thì ở nước Việt Nam chúng ta thật là đáng buồn, rất là đáng buồn. Thì khi mà năm 1986 đấy, ông Nguyễn Văn Linh đề ra cái đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái này nhiều người lý luận và những người cộng sản bây giờ thế này thường khoe đấy là một cái thành tích, cho rằng thì là nhờ có cái sáng suốt của Đảng đổi mới kinh tế cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững mạnh như thường. Đổi mới kinh tế và không đổi mới chính trị cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã thoát khỏi cái bước hiểm nghèo đó và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Họ cho cái công đổi mới là cái công lao của Đảng Việt Nam. Nhưng mà thực tế nó có phải như vậy không? Các bạn còn trẻ thì có khi không để ý, nhưng chúng tôi thì chúng tôi biết rõ lắm. Những cái năm đó tôi còn ở trong nước, nằm tù. Thì khi mà Đảng Cộng sản đổi mới, Đảng Cộng sản Nga đấy, đề ra chính sách cải tổ năm 85, thì đến năm 86 là đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trong cái đại hội đó thì hai ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Nga sang dự. Thì lúc bây giờ thì Việt Nam đang mâu thuẫn to với Trung Quốc, vừa mới đánh nhau với Trung Quốc năm 79 ở biên giới sau. Thì Việt Nam bắt buộc là phải theo Nga thôi. Mà bên Nga mà đã cải tổ thì bên Việt Nam cũng phải theo đường lối của Nga và cũng phải đề ra chính sách đổi mới. Cái việc làm này nó là một cái việc làm miễn cưỡng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là Đảng Cộng sản thực tình muốn làm như vậy. Vì sao? Tôi nói nó có chứng cứ là khi mà năm 1978, khi mà Đặng Tiểu Bình cải tổ về kinh tế ở bên Trung Quốc và đề ra cái chính sách bốn hiện đại hóa của Trung Quốc, thì trên thực tế báo chí Việt Nam lúc giờ, nếu các bạn có thể vào thư viện tìm lại những cái tờ báo của những năm từ năm 78 cho đến năm 85 86, thì toàn bộ báo chí của Việt Nam đều chửi bới Trung Quốc, chửi bới Đặng Tiểu Bình là đã phản bội chủ nghĩa Mác Lênin, đã đi theo kinh tế thị trường và không xứng đáng là cái người được tự xưng là những người cộng sản nữa. Họ nói Trung Quốc như vậy
là nói về Đặng Tiểu Bình như vậy. Cho nên cái việc mà đổi mới, cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm là do cái tình thế bắt buộc, vì ông thầy Nga đã làm, cho nên Việt Nam cũng chỉ là một cái người đàn em, một người trông chờ vào Liên Xô mà sống, cho nên là phải làm theo. Cái khi mà làm như vậy ấy, thì ông Nguyễn Văn Linh, theo như tôi nhận định ấy, là một người cũng muốn đổi mới thực lòng chứ không phải không. Cho nên là chính ông ta khi mà họp văn nghệ sĩ lại ấy, thì đều có nói một câu, ông có nói một câu thế này. Ông bảo các anh văn nghệ sĩ ấy, nhà báo, trí thức ấy, phải dũng cảm, phải nói lên sự thật và phải tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Đấy, nguyên văn ông Nguyễn Văn Linh nói như vậy. Một ông tổng bí thư, bao nhiêu tổng bí thư phải không nào, mà còn phải khuyến khích đến cái mức như vậy phải không nào? Thế mà ngược lại thì văn nghệ sĩ Việt Nam trong đó cái tình trạng lúc bây giờ nó như thế nào? Tình trạng văn nghệ sĩ Việt Nam lúc bây giờ rất là đáng buồn. Chỉ có một số nhà văn là dám viết sự thật, dám nói lên một đôi điều về cái mặt trái của xã hội. Thế nhưng mà trong khi đó mà thì đại đa số nhà văn, đại đa số những học giả Việt Nam đều xuống vào bênh vực Đảng và vùi dập những cái người dám lên tiếng. Đấy, vùi dập những người đáng lên tiếng. Tôi thí dụ này này. Về cái việc mà viết và phân tích về cái vô ích của chủ nghĩa Mác đấy, cái tai hại của chủ nghĩa Mác ấy, thì ông Hà Sĩ Phu viết một số những cái bài tiểu luận. Thì cái bài của ông Hà Sĩ Phu thì không báo nào đăng cả, là một. Thế nhưng mà vẫn cứ bị tất cả những cái bọn văn nô, phải nói thẳng ấy, những cái học giả tôi tớ đấy, xuống vào đánh triền miên. Thế và sau cùng thì phải mời cả đến ông Trần Đức Thảo, là một người cũng đã ở trong Nhân Văn Giai Phẩm, là một triết gia nổi tiếng đấy, viết bài phê phán, lên án Hà Sĩ Phu. Mà những lời Hà Sĩ Phu nói là những tiếng nói đầu tiên chân thật dám phát biểu ở Việt Nam. Thế, cái tình trạng nó bê bối đến như vậy, mà cái giới trí thức Việt Nam nó đớn hèn đến như vậy mà. Cho nên là những người đó mà đã như thế thì làm thế nào sinh viên, thanh niên, là những người học trò mà có thể neo gương, noi gương những thầy đó mà làm cái việc tốt đẹp được. Chính vì vậy cho nên cái tình hình Việt Nam hồi đó chỉ có một số người như Dương Thu Hương, như Nguyễn Huy Thiệp, như Bảo Ninh, như Trần Huy Quang, vân vân, đếm trên đầu ngón tay độ vài chục người thôi. Trong khi đó thì tất cả cái đội ngũ của Đảng, tất cả những cái bọn văn nô ấy, nó xúm vào nó bênh vực. Thì trước cái tình hình như thế thì chúng ta phải thấy cái này, làm sao mà có thể đổi mới được nữa, làm sao mà không bị bóp nghẹt. Thế cho nên là chỉ trong một thời gian 2 năm, từ năm 1987 đến 88 ấy, thì lập tức là cái phong trào gọi là cởi trói cho văn nghệ sĩ trí thức ấy, lập tức thì đã bị trói lại, lập tức bị trói lại. Thì cũng có những người cộng sản họ rất là dũng cảm, như ông Trần Độ chẳng hạn. Ông ấy nắm lên tiếng, ông ấy nói rằng thì là năm 88 tôi có nhớ, ông ấy nói trên báo Văn Nghệ đấy, ông ấy là cái người dân Việt Nam ấy, nó đủ thông minh để nó chọn món ăn tinh thần, chứ nó không cần nhờ đến Đảng Cộng sản chọn hộ cho họ. Thế và sau khi nói như vậy thì ông Trần Độ lập tức là bị loại ngay. Thế bây giờ lại nói đến cuối cùng năm 1990, Liên Xô chưa đổ đâu, mà phong trào đổi mới của Việt Nam lúc đó đã khựng lại rồi, thì những người gọi là kiện tướng trong Nhân Văn Giai Phẩm đấy, thì thí dụ như là ông Hoàng Cầm, như ông Lê Đạt, như ông Trần Dần, thì lập tức lúc bây giờ được vào Hội Nhà Văn lại, được cấp lương, để được đại cương một số vấn đề ưu tiên một chí, thì lập tức thì họ lại quay ra và viết ca ngợi Đảng. Đấy, vào cái năm đó ông Hoàng Cầm thì viết cái đăng trên đầy hai báo Văn Nghệ là nhớ về làng Sen để ca ngợi ủng hộ. Thế còn ông Lê Đạt thì lại viết cái Trường Ca Bác để vinh danh ủng hộ. Và ông còn nói thì là ông ấy không đủ tầm cỡ để nói lên cái sự vĩ đại của ông Hồ Chí Minh. Thì những cái đó mà đấy nó là những cái mà làm cho đất nước Việt Nam cho đến ngày hôm nay, giới trí thức như vậy mà cho đến ngày hôm nay thì còn làm sao mà có thể ngóc đầu lên được nữa. Đấy. Nếu mà không có trí thức, không có những cái người làm truyền thông, không có những nhà văn nhà báo dũng cảm mà dám nói lên sự thật để cho quần chúng được soi sáng, thì làm thế nào mà dân trí có thể nâng cao được? Đấy là cái lý do tại làm sao mà nước Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay vẫn còn chìm đắm mà chưa ngóc đầu lên khỏi được cái độc tài chuyên chế. Đấy là một cái sự thật rất là đau đớn.
mà cũng chính vì không có tự do ngôn luận, thiếu một cái tầng lớp trí thức dũng cảm, cho nên thì là người dân Việt Nam bây giờ, nhất là những đảng viên đứng tuổi hoặc là những thanh niên trẻ bây giờ đấy, thì vẫn còn cái hiểu sai về lịch sử Việt Nam rất nhiều. Mà những cái hiểu sai này nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc đấu tranh. Vì con người ta mà không biết sự thật, không biết tất cả những cái gì của thế giới bên ngoài, thì không biết rõ tất cả những cái tội ác mà Đảng Cộng sản đã phạm phải với nhân dân Việt Nam chúng ta hơn nửa thế kỷ nay, thì tất nhiên là cũng khó mà có được cái dũng khí mà đứng lên để mà đòi lấy cái quyền cơ bản làm người bình thường thôi. Đấy, khó có lắm. Tôi xin nêu một vấn đề thế này này. Hiện bây giờ thì có nhiều người ở trong nước ấy, vẫn còn coi cái cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nó là một cái thành tích lớn lao của Đảng. Đấy. Thế và còn coi ông Hồ Chí Minh là một cái người có công đối với lại dân tộc Việt Nam. Đấy, vẫn còn mơ hồ như vậy là vì nó không có tự do ngôn luận. Thế khi mà có tự do ngôn luận được đưa ra tất cả những lý lẽ để chứng minh rằng thì là hai cái cuộc chiến đó chống Pháp và nhất là cuộc chiến chống Mỹ nó là hai cái thảm họa của dân tộc Việt Nam. Thế và ông Hồ là ai? Vô tư mà nói, ông Hồ là người đã gây ra tất cả những cái đau khổ cho dân tộc Việt Nam, và cái đau khổ đó, cái hậu quả đó nó còn tận đến ngày hôm nay. Đấy. Yêu cầu là phải làm cho đồng biết rõ như vậy và viết nhận xét một cách vô tư mà làm cho đồng bào trong nước, nhất là giới trẻ hiểu rõ những cái đó, thì lúc bây giờ mới mong họ có đủ cái trí tuệ, đủ cái can trường để mà làm một cách mạng đối đầu với dân tộc Việt Nam. Tại làm sao mà tôi nói thì là cuộc chiến tranh chống Pháp với chống Mỹ nó là hai cuộc chiến tranh tai họa của dân tộc. Thì tôi xin nói ngay. Khi mà cách mạng tháng 8 mà thành công đấy, thì nước Pháp lúc bây giờ ấy, là đang cai trị Việt Nam, là vốn cái nước cai trị Việt Nam đã kiệt quệ lắm rồi. Muốn chở 13.000 quân Pháp sang Việt Nam thôi, cũng phải nhờ những tàu nhà buôn của Mỹ chở. Súng đạn thì không có, phải nhờ Mỹ giúp. Thế tại làm sao mà Mỹ lại giúp Pháp? Chỉ vì lúc là Hồ Chí Minh, Trường Chinh lộ nguyên hình đối với quốc tế là những cái người cộng sản làm việc cho đệ tam quốc tế. Cho nên để ngăn chặn cái làn sóng cộng sản, người Mỹ mới giúp đỡ người Pháp phải tấn công vào Việt Nam. Đầu đuôi nó là như vậy. Nhưng mà giả thử lúc bây giờ, một cái đảng quốc gia mà cầm quyền không phải là những người cộng sản, thì cuộc chiến đó không xảy ra và nước Việt Nam trong một tương lai gần thôi, không đổ xương máu, không có chiến tranh, mà vẫn có thể giành được độc lập. Chứng cớ là những cái nước không có cộng sản lãnh đạo như Nam Dương, như là Philippines, rồi như là Miến Điện, một số nước vân vân, thế nào trên thế giới, cũng như các nước Phi Châu, đều giành được độc lập. Đấy. Mà không cần phải đổ máu quá nhiều như dân tộc Việt Nam, vì những nước đó có cái may mắn là những người quốc gia lên nắm chính quyền. Còn riêng Việt Nam, chính vì cộng sản nắm chính quyền mà họ nắm chính quyền bằng mọi giá, đối với người cộng sản ấy, họ có thể thân thiện với Pháp, có thể làm mọi cách, mà chỉ cần thế nào tiêu diệt được những cái đảng phái mà họ cho là cạnh tranh với họ, người tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Vì thế cho nên là khi mà người cộng sản nắm quyền ấy, cần đoàn kết lực lượng yêu nước, thì tất cả những đảng phái quốc gia đều bị tiêu diệt và đều bị thủ tiêu, kể cả những nhà văn hiền lành như là Khái Hưng, như là Lan Khai, như là những ông Tạ Thu Thâu là đệ tứ quốc tế đấy, đồng chí của những ông Hồ trước kia đấy, thế mà cũng bị thủ tiêu hàng loạt. Thì những cái việc này nó là những cái tội ác rất lớn đối với dân tộc Việt Nam. Thế sau khi mà kháng chiến chống Pháp mà thành công rồi đấy, thì lại bắt đầu mở một cuộc chiến tranh đánh Mỹ nữa, cuộc chiến tranh mà chết đến 3-4 triệu người dân, đó là kể cả lính tráng lẫn nhân dân. Thế mà kết quả là thế nào? Kết quả là đưa tất cả cái miền Nam Việt Nam cùng theo miền Bắc là đi xuống. Năm 75, trước khi cộng sản vào, thì kinh tế miền Nam so với kinh tế Đại Hàn là Nam Triều Tiên đấy, so với kinh tế Đài Loan, chứ không nói bên cạnh nữa, đều ngang hàng không kém. Thế mà chỉ sau khi cộng sản vào một thời gian thôi, thì cả nước là đi vào đói khổ. Và đến ngày nay thì thụt lùi đối với Đài Loan, đối với Đại Hàn như thế nào, chắc các bạn cũng rõ. Cái đầu người thu nhập của Đài Loan bây giờ là trên 10.000 đô la một năm. Đầu người thu nhập của Đại Hàn bây giờ là cũng gần 10.000 đô la một năm, là Nam Hàn đấy. Còn Bắc Hàn là theo chế độ cộng sản thì đang chết đói, không cần bàn đến, phải không? Nhưng mà trong khi đó Việt Nam chúng ta trước 75 miền Nam là bằng, thế mà đến ngày hôm nay 400 đô la, các bạn hiểu một cái thụt lùi nó ghê gớm như thế nào. Cho nên cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ
nó là một cái tội lỗi của những người cộng sản, dùng xương máu, dùng cái tinh thần yêu nước của nhân dân để mà củng cố cái đảng của họ mà thôi, chứ không nghĩ chỉ đến lợi ích của dân tộc. Thế còn về phía Hồ Chí Minh thì chúng ta phải thấy này, ông ta là cái người mà lãnh đạo đảng cộng sản từ những năm 30. Thế mà sau khi mà ông Hồ Chí Minh lên nắm chính quyền rồi thì tất cả những cái việc tai hại cho đất nước, khủng khiếp cho đất nước đều do ông ta quyết định. Tôi thí dụ những cái việc như là tiêu diệt các đảng phái quốc gia, những cái việc như là cải cách ruộng đất năm 1954-55, thế và tập trung cải tạo năm 1961, nghĩa là đặt toàn thể nhân dân Việt Nam ra ngoài vòng pháp luật, muốn bắt ai thì bắt và cho đi tù vô thời hạn, không cần xét xử. Những cái điều đó đều diễn ra dưới thời ông Hồ Chí Minh, đấy là những cái sự thực, phải không nào? Thế bây giờ người dân Việt Nam mình phải làm thế nào mà nhìn rõ được những cái sự thật đó, nhất là thanh niên, nhất là trí thức, thì mới mong có ngày chúng ta cũng nhìn thấy được ánh sáng rõ rực đó. Khi mà cái độc tài, cái chuyên chế, cái bưng biết ấy, nó là bên mục, thế mà cái tự do rực, cái tự do ngôn luận nó là ánh sáng. Ánh sáng mà xuất hiện thì bóng đêm nó phải tan biến. Đấy là một cái quy luật tất yếu, quy luật tất yếu mà thôi. Thế mà nước Việt Nam chúng ta bây giờ cái sự chênh lệch giàu nghèo, những người vỗ ngược là cộng sản thì bây giờ lại những người đó, những người mà gọi là tư bản đó, mà tư bản một cách cướp bóc trắng trợn tham nhũng, chứ không phải là do kinh doanh mà làm ra, cái tiền của đó mà họ xây dựng lên là cái đảng bây giờ đã biến thành đảng mafia. Đến được cái điều mà tất cả những người trong nước sống đều biết, thì để thoát khỏi cái đại nạn đó cho dân tộc mà, thì chỉ trông vào giới trẻ, trông vào giới trí thức của Việt Nam, làm thế nào cho quần chúng thức tỉnh. Thế mà cái nhiệm vụ này muốn làm được thì đầu tiên chúng ta phải giành được cái quyền tự do ngôn luận. Những bạn trong nước phải ra những báo bí mật, phải giải truyền đơn, phải làm thế nào thức tỉnh được đồng bào. Có như vậy thì cái cơ hội chiến thắng của dân chủ và nhân quyền mới mong đạt đến được. Thì tôi xin đã hơi mệt, tạm nghỉ ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời ông Nguyễn Chí Thiện trở lại. Vâng, tôi xin trả lời hay anh. Vì như tôi đã nói đấy, khi mà con người ta mà được tự do ngôn luận đấy mà, thì từ tư tưởng mà để mà đi sang hành động ấy, thì bao giờ nó phải có một cái cầu, nó gọi là cầu ngôn ngữ. Chứ nếu tư tưởng mà ở trong đầu thôi, mà không được phát ra ngoài, nghĩa là không có media đấy, không có truyền thông đấy, thì nó là tư tưởng chết ở trong đầu chúng ta. Nó không chuyển cái tư tưởng sang hành động được. Thế vì vậy cho nên là chúng ta đừng lấy làm ngạc nhiên, Lenin ở Việt Nam còn được tôn sùng gấp một vạn lần Hồ Chí Minh. Chính Hồ Chí Minh còn nhận là con, là học trò của Lenin. Thế nhưng mà chỉ có sau trong vòng gần một năm trời thôi, được tự do ngôn luận. Thì tôi đã nói đấy, Lenin đã bị quật đổ ở khắp nơi trên nước Nga. Thế và Lenin có lối nói chuyện là hay giơ cái tay ra phía trước. Thế khi mà nằm ngã xuống ấy, bị quật đổ tượng ấy, thì có những anh họa sĩ họ để ngay trước mặt đó một cái tấm biển nói một câu thế này là: vô sản toàn thế giới, chúng tôi xin lỗi các người là vì đã gây tai họa cho vô sản. Vì cái câu mà nguyên văn ấy, của chủ nghĩa Mác ấy, Mác kêu gọi ấy, là vô sản các nước hãy đoàn kết lại để đánh đổ tư bản ấy, thì sau này khi mà lật đổ rồi ấy, thì Lenin bị quật ngã xuống đường và cái phía tay chỉ của ông ta có một cái bảng là: vô sản toàn thế giới, chúng tôi xin lỗi các vị. Thì cái sức mạnh của ngôn luận nó mạnh mẽ đến như vậy. Chính vì thế cho nên cái ngôn luận nó là cái thành chuỗi tìm cái dinh lý cuối cùng mà cộng sản Việt Nam phải bám lấy. Cho nên đừng lấy làm lạ tại làm sao ngày hôm nay ở Việt Nam có 500-600 tờ báo, rất nhiều nhà xuất bản, thế nhưng mà tất cả đều là của đảng, không có một tờ báo tư nhân độc lập nào có thể ra đời được. Họ bịt hết mọi tiếng nói, và tất cả những tiếng nói đó họ dùng chính sách khủng bố để mà bịt miệng, bịt mắt, bịt tai nhân dân. Cái gì cũng kết tội gián điệp thôi. Các bạn có thể tưởng tượng không? Anh Phạm Hồng Sơn chỉ đăng có một cái bài dịch của anh ta, Dân chủ là gì thôi, cũng thành gián điệp và xử tù. Anh Nguyễn Khắc Toàn chỉ làm đơn hộ những người nông dân thất học, cho câu văn nó xuôi để mà đệ trình lên cái ông nắm quyền ấy, những cái oan khuất của mình, cũng bị kết tội gián điệp và đi tù. Thế rồi cái nạn tham nhũng ấy nó tràn lan khắp Việt Nam, từ trên xuống dưới, từ anh công an đứng đường cho đến ông chủ tịch nước. Thế mà khi mà người ta, những người cách mạng lão thành đấy, như là ông Trần Khuê, như là ông Phạm Quế Dương, vừa mới đề ra cái hội gọi là hội giúp đảng chống tham nhũng thôi,
mà chưa thành lập đâu, mới làm đơn xin phép thôi thì lập tức đã bị tù rồi. Thế một cái đất nước như vậy mà cũng chỉ vì sao? Là vì không có tiếng nói, không có công luận, không có tự do báo chí để cho nhân dân biết được sự thật. Cả nước im lìm. Thế vì thế cho nên tôi nói là cái ngày Việt Nam, Cộng sản Việt Nam mà sụp đổ đấy, mà xây dựng một chính quyền đa nguyên, một cái chế độ đa nguyên đa đảng ấy, một cái chế độ mà có tự do dân chủ, có tự do ngôn luận, có tự do tín ngưỡng ấy, thì khi nào mà có tự do ngôn luận, nó sẽ kéo theo tất cả các tự do khác, và đồng thời nó cũng làm cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam phải sụp đổ, cũng như là những nước Liên Xô và Đông Âu trước kia. Dạ, không biết là cái phần trả lời của thầy đã được xong chưa ạ? Xong rồi đấy. Các vị xin hỏi cho người khác về âm thanh. Hiện tại bây giờ thì anh chị em không còn nghe bác nói nữa. Chắc là cái câu trả lời của bác tới đó đã hết phải không ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều. Một lần nữa thì Bảo Long xin thay mặt anh chị em trong nhóm tuổi trẻ Việt Nam Trung Cộng xin kính chào tất cả các bạn vừa mới đến. Chúng ta đang sinh hoạt với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Các bạn có thể đặt những câu hỏi vì thời giờ của bác Thiện rất là ít ỏi. Thành ra các bạn cứ được đặt câu hỏi và ngắn gọn để mà tiếp tục chương trình. Bảo Long xin phép được mời anh Thiếu Sinh Quân 5870. Xin mời. Kính chào ông Nguyễn Chí Thiện. Kính chào bà con cô bác. Thì thưa ông, chúc ông mọi điều may mắn, sức khỏe để tiếp tục cái con đường chiến đấu khích lệ những người tuổi trẻ ngày hôm nay. Thì tôi xin được mạn phép hỏi ông hai câu hỏi. Thưa ông, cái thứ nhất, một cái điều thắc mắc tôi đang thắc mắc là cái danh phận cũng giống như cái xuất xứ của Nguyễn Khoa Điềm và Phan Diễn. Xin ông nếu có thể được cho chúng tôi biết về xuất xứ của hai tên này. Cái vấn đề thứ hai, cái quốc hội do Nguyễn Văn An đang cầm đầu, đang chất vấn những cái bộ trưởng gọi là về giao thông, giáo dục, hải quan. Vậy thì thưa ông, cái chuyện gì đang xảy ra? Và cái màn đấm đá này sắp sửa vậy thì xảy ra và xảy ra như thế nào? Cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, tôi xin trả lời ngay ngắn gọn hai câu hỏi. Thứ nhất là Nguyễn Khoa Điềm là một cái người dòng dõi Cộng sản từ đầu đến cuối. Là vì bố Nguyễn Khoa Điềm là ông Hải Triều, là một người trước kia cũng đã từng viết báo bênh vực chủ nghĩa Cộng sản, và hồi những năm 30 đấy thì có nổ ra những cuộc tranh luận về văn nghệ phục vụ nhân sinh hay là văn nghệ phục vụ nghệ thuật giữa Hoài Thanh, cụ Phan Khôi và Hải Triều, tức là bố Nguyễn Khoa Điềm. Thế từ đó có cái gốc gác như vậy, cho nên là cái công lao Nguyễn Khoa Điềm không là bao. Thế nhưng là được đưa lên đến làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong Ủy viên Bộ Chính trị, nó phải không nào? Cho nên là cái vấn đề này ấy, là cái vấn đề mà người Cộng sản ấy, là có cái tính cách là luôn luôn lôi những cái người mà dòng dõi thân tận tình để mà nắm lấy quyền. Đấy là một cái nét đặc trưng của Cộng sản. Cái thứ hai nữa là ông Phan Điền ấy, thì ông ta là một cái tỉnh ủy Nam Hà trước kia, nổi tiếng là về vấn đề tham nhũng, mà nổi tiếng là cái vấn đề mà sinh hoạt bậy bạ, thì bây giờ cũng là cái người mà được lên rất cao, nắm những cái chức vụ quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Thế còn cái việc mà ông Nguyễn Văn An, phó chủ tịch quốc hội ấy, mà chất vấn những cái bộ tham nhũng phải không nào, là bộ công, là bộ hải quan, rồi bộ thương mại, rồi các thứ phải không nào, thì cái chuyện này chúng ta không lấy làm lạ đâu, là vì trong cái cộng đồng ấy, hay trong cái tình bạn với nhau, trong một đảng với nhau ấy, cái lúc mà nó gian khổ đấy, gọi là cộng khổ đó phải không nào, thì nhiều khi là êm thấm, nó lại còn dễ dàng. Thế nhưng mà khi thành công rồi, mà nhất là bây giờ tiền bạc chia phân chia không đều, phải không nào? Trong đảng có nhiều phe nhóm lắm, cho nên những phe nhóm đó đấu đá lẫn nhau mà tranh giành lẫn nhau. Cho nên là ngày xưa các cụ nói mà đồng cam thì khó, đồng cam là cùng chia nhau cái ngọt bùi ấy thì khó, nhưng mà cộng khổ thì lại là rất dễ. Vì vậy cho nên những cái mâu thuẫn trong đảng nó là một cái điểm rất tốt cho chúng ta. Ngay năm cam chẳng hạn, khi mà bị xử tử như thế mà, thì đấy cũng là một cái phe đảng đã bị đánh gục đấy. Chứ một mình năm Canada thì làm ra sao mà có thể thành hoàn cái đất Việt Nam như vậy, trong cái guồng máy công an nó khắt khe như thế. Thế còn tất cả những cái điều đó thì tôi tin rằng đấy cũng là một cái yếu tố mà nó làm cho chúng ta hy vọng là Đảng Cộng sản bây giờ không phải là thuần nhất là một cái đảng có một cái lý tưởng nữa, mà cái lý tưởng của họ bây giờ là đồng đô la. Mà cái lý tưởng là đồng đô la ấy, thì sẽ xảy ra rất nhiều những cái vụ tranh cãi lẫn nhau. Tôi xin thí dụ, một người như Mai Chí Thọ là Bộ trưởng Bộ Công an, hiểu không? Cựu Bộ trưởng Bộ Công an ngày xưa đấy,
là em Lý Đức Thọ đấy, cũng từng xét ra lửa và phạm biết bao nhiêu tội ác. Thế nhưng bây giờ về hưu rồi không được ăn nữa. Chính vì không được ăn nữa cho nên là mới lôi Trần Đức Lương ra mà tố giác. Tố giác Trần Đức Lương là vì vừa mới sửa một cái nhà thôi. Chỉ có sửa một cái nhà thôi nhé, sửa thôi chứ không phải là mua, mà đã mất trên 3 tỷ đồng Việt Nam. Thì ông Mai Chí Thọ có hỏi tiền ở đâu ra, lương anh bao nhiêu mà anh có thể sửa một cái nhà mất đến 3 tỷ đồng Việt Nam. Một người dân Việt Nam mà làm đến 100 kiếp cũng không được đến 3 tỷ đồng, phải không nào? Thì tất cả những cái đó nó là những cái chứng tỏ cái mâu thuẫn ở trong nội bộ. Mà cái mâu thuẫn này nếu mà chúng ta biết khai thác, chúng ta biết làm rõ một chút ra cho nhân dân biết. Nếu mà có tự do ngôn luận, có tự do báo chí đấy, thì những Trần Đức Lương, những Phạm Thế Duyệt, những Phan Văn Khải, con cháu của họ sống ra sao, sa đọa như thế nào, tiền bạc họ tham nhũng như thế nào, nhà cửa ra sao, gửi sang ngoại quốc bao nhiêu tiền, tất cả những cái đó mà có tự do ngôn luận mà nhân dân được biết ấy mà, thì tôi tin rằng họ không có thể nào ngồi vững được. Vì vậy tôi có nói là cái tự do ngôn luận là cái dinh lý cuối cùng mà Cộng sản giữ, và cũng là cái dinh lý đầu tiên chúng ta phải làm thế nào mà chiếm lại được thì mới mong giải phóng được dân tộc khỏi cái ách độc tài. Tôi xin trả lời câu hỏi khác. Dạ, bà Long xin cảm ơn thay mặt anh Thế Sinh Quân 5870 xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Chí Thiện với một câu hỏi và với một câu trả lời vừa đầy đủ vừa chính xác vừa qua. Một lần nữa bà Long xin chào tất cả các bạn vừa đến với Tuổi Trẻ Việt Nam Chống Cộng với cái chương trình tâm tình và thảo luận với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Để tiếp tục chương trình, xin mời bạn Phù Thủy Trừ Ma Cộng Sản đặt câu hỏi của bạn. Hello, chào bác Nguyễn Chí Thiện. Thì cháu xin có một vài câu hỏi, một câu hỏi là theo như những cái gì bác đã trải qua ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, thì bác cũng hiểu rõ những kẻ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay gọi là củng cố quyền lợi và ham quyền lực. Thì thưa bác, nhiều người nói rằng chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc, có nghĩa là được Cộng sản Việt Nam cho gọi là hợp tác để mà xây dựng cái nền dân chủ, chuyện đó có thể bao giờ xảy ra hay không, hay là đường lối tối đa hành động là chúng ta không bao giờ chấp nhận được một chế độ Cộng sản Việt Nam. Tại vì có những cái người anh chị em trên đây thì nói là phải hòa hợp hòa giải rồi từ ở trong nước và mình giành lấy cái tự do ngôn luận. Thì thiệt như bác, nếu mà một đám người củng cố quyền lực và địa vị của họ thì họ sẽ có cho bác cái cơ hội gọi là hòa hợp hòa giải hay không, vì họ nắm hầu hết quyền lực giống như là công an trị và tất cả mọi thứ. Thì cái đường lối đấu tranh như thế nào theo ý bác là một cái thiết thực nhất giống như là kinh nghiệm của bác trải qua. Và cảm ơn bác. Câu hỏi của là hai cái chữ hòa giải hòa hợp ấy, là hai cái chữ nó dùng bây giờ rất là lạc điệu và nghe nó không lọt tai một chút nào cả. Là vì như tôi vừa nói đấy, phải không nào? Bất cứ một cái tiếng nói nào mà trái ý với đảng thì đảng bỏ tù ngay rồi. Mà bỏ tù cả những cái người mà từng là công thần của đảng, như là Phạm Quế Dương, như là Trần Khuê, như là Nguyễn Thanh Giang, phải không? Thế thì thậm chí ông Trần Độ ấy cũng chỉ nói một đôi lời xây dựng đảng thôi, muốn cho đảng trở thành trong sạch thôi, thế mà cũng đã bị khai trừ khỏi đảng, và trong cái đám tang ấy mà cũng không được đề cái chức vụ nữa. Thì các bạn có thể hiểu thì là những người như thế, đồng chí với nhau mà là đàn anh và cha chú của những người Cộng sản đang nắm quyền mà còn không hòa hợp được, chỉ vì thì là trái với ý nguyện của những người đang cầm quyền. Mà những người cầm quyền bây giờ thì các bạn đều biết đấy, không những bây giờ mà kể cả trước kia nữa, là những người Cộng sản mà nắm quyền thì là muôn đời không được chịu rời ra. Cho nên là không phải vô cớ mà ông Trần Văn Dầu là một người Cộng sản ở miền Nam trước kia đấy, hoạt động Cộng sản những năm 30 đó, thì ông đã phải nói một câu là cái ghế quyền lực đấy nó cũng có trí nhớ, là nó nhớ cái đít. Nên là cái đít của câu là nhớ cái ghế, phải không nào? Cho nên là không bao giờ rời ra cả. Cho nên là những người mà gọi là chúng ta ở ngoài này ấy mà lại mong mà về có thể hòa hợp hòa giải với Cộng sản ấy, thì nó chỉ là một cái giấc mơ hão huyền thôi. Vì ngay những người trong nước, tôi nói ngay trong đảng của họ thế, phải không nào? Mà chỉ trái ý một tí đấy, họ còn bỏ tù. Nhưng huống chi là chúng ta ở ngoài này, làm thế nào về ăn nói vào đâu, báo đâu mà ra, rồi làm thế nào mà ngồi mà bàn chuyện với họ được, phải không nào?
ngay những người đồng chí họ không bàn được chuyện, những Hà Sĩ Phu, những Nguyễn Thanh Giang, những Dương Thu Hương đều là những người mà đổ xương máu ra chiến đấu hồi đánh Mỹ đấy. Thế rồi thì là đều là những cái người mà trong đảng viên Đảng Cộng sản cả ấy. Thế mà còn không nói chuyện được với họ, họ còn không hòa hợp hòa giải, họ còn bỏ tù. Thì làm thế nào mà những người hải ngoại Việt Nam mà có thể mà mong được là hòa hợp hòa giải với họ để mà về xây dựng đất nước? Những cái đó nó chỉ là những cái không tưởng. Cho nên tôi muốn nói thẳng một điều này, cái đường lối đấu tranh của chúng ta ấy, là như tôi nói ấy, là phải giành lấy cái tự do ngôn luận, mà giành lấy đây là phải ra báo âm thầm đấy, phát truyền đơn, rồi làm tất cả những cái việc bí mật thì mới có thể thành công được. Và đấu tranh nó phải bền bỉ và cương quyết. Chứ còn đấu tranh mà không cương quyết, mà không bí mật đấy mà, thì cái kết quả nó sẽ rất yếu. Tôi xin nói này, tôi thí dụ những người đấu tranh trong nước bây giờ, những người mà viết bài đưa ra ngoài này, phải không? Thì ngoài này lại đưa chuyển về trong nước, mà cứ lộ tên ngay như vậy, địa chỉ biết, nó công an nó bố phục ở bên ngoài rồi, bất cứ nó bắt lúc nào nên lúc ấy. Tôi thí dụ như Nguyễn Văn Quế hay là những cái ông mà phát biểu ở trong nước này, phải không? Nó muốn bắt đi lúc nào thì bắt lúc ấy. Anh Nguyễn Vũ Bình, anh Phạm Hồng Sơn chẳng hạn đấy, thì các bạn trẻ là phải hoạt động bí mật, ra báo bí mật, giải truyền đơn bí mật, nó không biết các bạn là ai cả, thì lúc bây giờ mới mong có thể hoạt động được lâu dài mà hoạt động được tự do. Chứ còn cái hoạt động công khai nó có cái hiệu lực của nó đấy, thế nhưng mà không bằng cái hoạt động thật sự bí mật, như là những cái người yêu nước trước kia hoạt động chống Pháp chẳng hạn đấy, có vậy mới mong thành công. Chứ còn bây giờ những người như là ông Nguyễn Phú Bình đấu tranh như thế, phải không nào, nó xử gián điệp, thế rồi thì là vào tù, mà vào tù mà tuyệt thực với Cộng sản đấy mà, thì nó hoàn toàn là vô ích. Là vì người Cộng sản nó không quan tâm gì đến mạng sống của dân tộc, huống chi là một cái người đã gọi là mang tiếng là chống lại nó, mang tiếng là bất đồng chính kiến với nó, mà tuyệt thực ấy mà, thì nó chỉ là đưa đến cái chết. Mà nếu mà không tự ngừng nữa mà thì sẽ dẫn đến cái chết. Và dù có thoát chết chăng nữa, mà sau mười mấy ngày không ăn thì cái cơ thể cho con người, gan và thận là những cái cơ quan rất dễ bị hư hỏng vì những cái ngày chịu đói dài như vậy. Thế cho nên là khi mà tôi thấy những người đấu tranh mà dùng cái phương pháp tuyệt thực ấy là không đúng. Chúng ta phải sống để mà góp cái phần chiến đấu cho đến cái ngày mà chúng ta thắng lợi. Nhưng mà mọi cuộc chiến đấu nó đều phải có cái bền gan, nó đều phải có cái kiên nhẫn, vì đây là cái cuộc đổi đời mà, một cuộc cách mạng không thể nào mà một lúc có thể thành công ngay được, mà chúng ta phải bền bỉ năm này sang năm khác, đời này sang đời khác, có thể như vậy. Thế nhưng mà nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. Và tôi tin rằng bây giờ cái thảm kịch Cộng sản ấy, nó đã đến cái màn chót, là vì cái chủ nghĩa Cộng sản đã tan rồi. Mà những cái đám độc tài này thì theo ngay chính những cái đảng viên lão thành bây giờ phải tuyên bố rằng thì là nó không thiên hướng nhân dân cả, nó không quan tâm gì đến nhân dân, nó chỉ cốt làm giàu, thấy tiền là vơ thôi, phải không nào? Tất cả những cái đó thì rồi sẽ mất chính quyền. Đấy là những lời của những Phạm Văn Đồng, của những Mai Chí Thọ, của những Trần Bạch Đằng đã lên tiếng. Cho nên cái phương pháp đấu tranh của chúng ta là gì? Giành lấy bằng mọi quyền tự do ngôn luận. Ở hải ngoại này thì qua mạng lưới internet, qua nhiều thứ, đưa được những sự thật tin nước về cho trong nước càng nhiều càng tốt. Và trong nước thì đồng bào, nhất là giới trẻ, phải giành lại cái quyền ngôn luận cho chính mình. Tôi xin hết. Thoát khỏi ngục tù Cộng sản, của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, qua giọng ngâm Hoàng Oanh. Thoát khỏi nơi ngục tù Cộng sản, nơi đọa đầy thế thảm nhất trần gian, hỏi ai không mong đợi, không ít nhiều phấn khởi riêng ta thầm tâm nghĩ ngợi, đôi khi bật tiếng thở dài. Ta sống thế nào thoải mái, hớp rượu hớp trà nói cười hứng khởi, khi mẹ cha ta trong đau đớn đã lìa đời, khi thơ ta chưa thoát được ra ngoài, đe dọa rất nhiều
mà tất cả còn nguyên. Ta làm sao tránh khỏi không nghĩ ngợi khi áo cơm cứ quanh quẩn rối bời. Ta làm sao có sinh thú trong đời khi mục đích cả đời ta ước nguyện không phút nào quên nung nấu chiền miên. Trong óc tim ta ngày đêm thúc giục, nay nếu ta thoát vòng tù ngục, một phần công việc đã làm xong, ta có thể tạm an lành chén rượu chén trà thảnh thơi bên những người thân thiết. Nhưng số phận của ta quá là cắt nghiệp, có lẽ trời bắt ta phải chịu nhiều gian xiết để cho ta có thể hoàn thành công việc dùng thơ ca ngăn hoa đỏ lan tràn. Nên giữa xà lim đen tối tàn, thơ lại bùng lên âm thầm tỏa sáng. Khiến ta tự hỏi bàng hoàng, lửa thiêng đó từ đâu mà trời cho. Cô Lửa, cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe cái bài những câu trả lời của Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện gửi đến tất cả các anh em thắc mắc về cái chuyện mà giải thể và lật đổ chế độ cộng sản. Kính chào tất cả các anh chị trong room đã đến với diễn đàn Giang Hồ Vùng Lên Chết Cha Việt Cộng. Chào luôn Ducking 27. Đi qua thì không cần có lai lịch đâu. Thì hồi nãy Cô Lửa có thấy bạn